Hello các bạn, chắc cũng mấy tuần rồi mình gặp lại ha. Hôm nay thì mình cũng có chút giờ rảnh rỗi cho nên là cũng làm một cái clip chia sẻ vài chuyện vui với các bạn. Hôm nay thì mình có một cái chuyện tếu nữa, và chuyện này đó thì cũng là có thật nha, có thật xảy ra đối với một cái gia đình anh bạn ở bên Úc của đây, lâu lắm rồi, chắc cũng mấy chục năm rồi đó. Ok, thì đại khái là mình có một cái anh bạn đó, anh ta có vợ người Huế nhé, và anh ta vợ anh ta có một cái cô em ruột đó, cũng dĩ nhiên là cũng người Huế cả, gia đình người Huế mà. Thì cái cô em ruột này á thì qua Úc đi học xong rồi thì có cái cơ duyên là quen một cái người Úc, Úc luôn á, Úc chứ không phải là người Úc đó. Thì anh ta ở đây thì như ta sinh ở đây rồi, anh ta cũng lớn, chắc cũng có lẽ anh ta lớn cô ta 10 tuổi đó. Thì anh ta làm ở bên họ xa xa lửa đó, thì anh ta tình cờ gặp cô này, rồi anh ta đeo đuổi. Thời gian sau thì cô này siêu lòng, cho nên là cô này cũng coi như là nhận lễ cưới này nọ, thì cũng nhận ta làm chồng vậy đó. Thì có một cái hôm á, thì gia đình họ tổ chức cái bữa tiệc vui nhỏ nhỏ trong nhà thôi, thì mọi người được tới hai vợ chồng của người chị, hai vợ chồng của tức là vợ chồng của hai chị em luôn đó. Thì cái anh chàng người người Úc đó đó, với lại cái anh chồng của cái cô chị, anh chồng của người Huế, thì hai người đó coi như là anh em cùng chèo đúng không? Tại vì hai chị em mà ruột thì lấy hai ông kia, thì hai ông kia phải là anh em cùng chèo theo như mình nói đó. Thì cái hôm đó đó thì không biết sao, thì đại khái họ làm cái gì, hình như là họ làm bò nhúng giấm như vậy. Mình cũng vô tình tới chơi là thôi, mình cũng nhập cuộc luôn, thì mình cũng ngồi đó nói chuyện vậy thôi. Thì họ làm bò nhúng giấm thì mọi thứ chuẩn bị, thì trước khi ăn á, thì không biết hai vợ chồng mà người em đó không biết có cái gì đó mà hai bên cũng nói qua nói lại, cái ông chồng người Úc đó với lại cái cô em á, em của cái mà cái người chị kia đó, thì cũng nói qua nói lại. Thì anh mà anh cột chèo đó khèo cái anh Út đi ra ngoài bên không á, thì anh ta giống như là thôi nói thôi bỏ đi, bây giờ bữa nay tới ăn uống mà đừng đừng cãi lộn nữa đó. Thì cái ông người Út đó ổng cũng nói vậy, ổng cũng biết chứ, tới chơi mà tự nhiên người tới nhà ta mà đi cãi cọ anh cũng kỳ quá, cho nên là ông nói nãy giờ ông cũng nhịn đó, nhưng mà ông bực mình lắm. Cái ông cục chạy nói thôi thôi bỏ đi, forget đi để mình vui đã, rồi có gì vợ chồng về nhà nói chuyện nhau. Thì mà ông này thì ông cũng cũng muốn nói tiếng Việt đấy, thì nói tiếng Anh rồi ông nói tiếng Việt, nhưng mà khổ cái là tiếng Việt mình nó bỏ vô hơi khó, cho nên là mình á, ví dụ mình nói là ông tính nói á, là tôi không có muốn cãi lộn với bà, cãi lộn thì cái gì, cãi lộn của mình đó mình nói rất dễ, nhưng mà người quốc họ nó rất khó, ai học tiếng nước ngoài, người nước ngoài học cái tiếng mình cũng 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 ngán, cái vụ mà bỏ dấu á, sắc hỏi ngã nặng đấy, dấu huyền đó. Ok, cho nên bỏ dấu trật nguy hiểm lắm. Thì anh chàng này anh ta tính nói là tôi không có muốn cãi lộn, không muốn cãi lộn nữa. Thì cái anh người Huế đó đó, anh người Huế, thực là anh cũng chèo đó, tại vì là anh ta lấy mà chị, thì anh ta mới cũng răng mắt nữa, anh ta biểu cái anh Út đâu nói lại thử coi, tôi không muốn cãi lộn. Thì ông nào nói, ông này cũng nói lại, ông này cũng thì cũng thiệt tình nói lại, tôi không muốn cãi lộn, tôi không muốn cãi lộn, tôi không muốn cãi lộn. Cái ông người Huế này cười quá trời, mà cái mấy người đi cũng cười nữa. Cái ông người Huế nói với ông Út là anh bỏ lộn tông rồi đó, anh bỏ trật trật dấu rồi đó, và nói là tôi không muốn cãi lộn, cái chữ lộn đó là phải
gió nặng phải không? Lộn mà, L-O-N, lộn đúng không? Ông này ông gốc không cách gì ông đọc được đó. Thay vì bỏ dấu nặng thì ông sao lại là bỏ dấu huyền thì vậy nhé. Cho nên anh có nói tôi không muốn cài lộn, tôi không muốn cài lộn, tôi không muốn cài lộn. Trời đất ơi, người ta nghe tôi cười cười nấc nẻ. Thì sau đó cái bà vợ của cái anh chàng mà cục chợ thì nó thôi đừng có nói nữa, ông stop ông đi, nói nghe nó cười cục quá, nói thằng bậy thằng bạ đó. Thì cái chuyện nó cũng chỉ vậy thôi, cái chuyện chút xíu vậy thôi. Nói chung là tiếng mình nó hơi hơi khó. À, cũng giống như hồi xưa mà tôi nhớ có một cái buổi hòa nhạc ở đâu bên như đâu bên Mỹ, tôi coi có video thì tôi thấy là La Tơ Tân lên phỏng vấn cặp vợ chồng cái gì Công Thành, Công Thành là ca sĩ bên Úc hôm qua đó, Công Thành với Lin. Công Thành có bà vợ cũng đẹp lắm, Lin, tên là Lin Lyn, người Úc đó, hai vợ chồng có món nhau mấy chục năm đó. Thì quả bển đó, thì khi mà La Tơ Tân mời Công Thành với bà vợ là tên là Lin lên lên sân khấu đó, lên ngồi phỏng vấn đó. Hồi đó hay có cái màn phỏng vấn đó, hát xong hay là trước khi hát dù cũng hỏi vài câu thì chắc cũng lâu rồi, tám mấy đó. Thì ngồi xuống thì ông La Tề Tân lại đắng mắt nó là tôi biết là chị, tức nghĩa là vợ con Công Thành, tức là bà Lin đó, Lin người Úc đó, là thích ăn hột vịt lộn, nhưng mà tôi không dám nói chị là nói cái chữ hột vịt lộn, thì tôi sợ chị bỏ lộn dấu. Nói cho bà hiểu phải không? Thay vì nó ăn học bình ổn thì cái chừng bà nó ăn học bình kia đó. Thấy bà nó. Ok, thì cái chuyện thì nó cũng chút chút vậy thôi, cũng có gì. Hôm nay thì mình thấy các bạn thấy phía sau lưng mình có cái bức tranh đây, bức tranh con cọp nè, cũng chẳng có mới gì đâu. Cái này là của người ta cho đó, tại vì người họ tính dùng đó, mình tiếc, mình thấy đẹp quá, mình giữ lại nó, họ dọn dẹp đồ trong kho đó, họ tính dục đó, mình thôi mình xin lại, tại cái bức tranh thấy cũng đẹp quá, không còn nhìn đẹp ghê, thành ra thôi mình xin lại rồi, bây giờ mình để sau cái trên cái bàn, giống như là cho nó có cái phong để mình quay nữa mà. Ok, so anyway thì đó là cái chuyện vậy thôi. Bây giờ thì tiếp theo đây thì có thể là mình sẽ chắc là sẽ cả tặng các bạn một cái bài nhạc nữa. Và như vậy thì mình sẽ thu ở cái clip kế tiếp nhé. Ok, tạm thời chúng ta ngừng đây ha. Ok, bye nè.